là chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày cùng với đài truyền IBC TV tại hai miền Nam Bắc, tây bang California qua các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc. Mở rộng thêm trên băng tần 27.7 tại Houston, Texas. Phủ sóng tàu 50 tây bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19, cập nhật 24/24 qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Quý vị cũng có thể đón xem mọi lúc mọi nơi bằng cách subscribe vào YouTube và Facebook của IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp 8 giờ sáng cùng với ban tin tức Xuân Vi, Tuyết Nha và Minh Đăng mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Nổ lớn ở dải Gaza khiến khi Israel tuyên bố bao vây Gaza City. Điện Kremlin bác bỏ báo cáo của WSJ về cáo buộc là nơi có kế hoạch gửi hệ thống phòng không cho Hezbollah. Ramaphosa kêu gọi các quốc gia châu Phi được miễn thuế dài hạn vào thị trường Hoa Kỳ. Các quán bar và nhà nhập cảng Trung Quốc mong chờ rượu vang Australia sẽ quay trở lại. Erin Patterson, người Úc bị buộc tội giết người bằng nấm. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sư ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, vụ nổ lớn ở Gaza khi Israel tuyên bố bao vây Gaza City. Các vụ nổ được nhìn thấy tại dải Gaza vào rạng sáng ngày thứ Sáu và Israel cho biết họ đã bao vây thành phố lớn nhất của vùng đất Palestine. Cơ quan y tế Gaza cho biết ít nhất 9.061 người đã thiệt mạng ở Gaza từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ 2.3 triệu người dân của Palestine để trả đũa cho các cuộc tấn công chết người của phiến quân Hamas vào miền nam Israel. Gaza City, thành phố lớn nhất tại dải Gaza, nằm ở miền bắc khu vực, trở thành trung tâm tấn công của Israel trong chiến dịch đáp trả Hamas. Chiến dịch này được đẩy mạnh từ ngày 27 tháng 10 khi IDF tăng cường không kích và điều binh sĩ, xe tăng vào các khu vực, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hamas. Tham mưu trưởng quân đội Israel Hazi Halabi cũng cho biết, quân đội đã xâm nhập sâu vào các khu vực do Hamas nắm giữ ở dải Gaza và đang thực hiện trực diện chiến đấu với kẻ địch. Khi cuộc tấn công sắp kết thúc vào tuần thứ tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến thăm Israel lần thứ hai trong một tháng để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi quân đội Israel chiến đấu với chiến binh Hamas ở Gaza. Điện Kremlin bác bỏ báo cáo của WSJ về cáo buộc tập đoàn Wagner có kế hoạch gửi hệ thống phòng không cho Hezbollah. Điện Kremlin đã bác bỏ những báo cáo của Wall Street Journal rằng tình báo Hoa Kỳ tin rằng nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga có kế hoạch cung cấp cho Hezbollah một hệ thống phòng không, đồng thời cho rằng thông tin như vậy là chưa rõ ràng. Khi được hỏi về phúc trình này, phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov đã nói trên thực tế Nga đã nói rằng một nhóm như Wagner không hề tồn tại, đồng thời còn dẫn lời viên chức Hoa Kỳ giấu tên nói tình báo Hoa Kỳ cho rằng Wagner lên kế hoạch chuyển giao như thế. Putin và Kremlin nhiều lần nói theo luật không có cơ sở pháp lý cho Wagner nào tồn tại cả, luật cấm những nhóm lính đánh thuê ở Nga, mặc dù cuối tháng 9 ông Putin được cho đã gặp một trong những cựu chỉ huy cao cấp của nhóm này. Wall Street Journal còn dẫn lời nhiều viên chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết tình báo có thông tin cho thấy tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga có kế hoạch cung cấp hệ thống pháo hỏa tiễn phòng không tầm ngắn là Panzer S1 cho nhóm vũ trang Hezbollah hoạt động tại Lebanon. Ramaphosa kêu gọi các quốc gia châu Phi được miễn thuế dài hạn vào thị trường Hoa Kỳ. Tổng thống của Nam Phi là ông Cyril Ramaphosa đã phát biểu tại diễn đàn đạo luật cơ hội và tăng trưởng châu Phi AGOA trong diễn biến ngày thứ Sáu tuần này, rằng thời gian để gia hạn đạo luật ngắn hơn sẽ cản trở cơ hội đầu tư. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000, AGOA cho phép hàng xuất cảng từ các quốc gia châu Phi đủ điều kiện được miễn thuế vào Hoa Kỳ, được xem là thị trường tiêu dùng lớn nhất trên thế giới. Đạo luật này sẽ hết hạn vào tháng 9 của năm 2025 và các cuộc thảo luận hiện đang được tiến hành để có thể gia hạn nó. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cũng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tương tự, rằng Hoa Kỳ tin rằng có cơ hội để hình thành một tầm nhìn mạnh mẽ hơn và hướng tới tương lai dành cho quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và châu Phi.
Các nước châu Phi đang thúc đẩy việc gia hạn sớm 10 năm mà không có thay đổi nào nhằm trấn an các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể lo ngại về tương lai của AGOA. Thưa quý vị, các quán bar, nhà nhập cảng Trung Quốc mong chờ rượu vang Australia quay trở lại. Tin tức về những mức thuế trừng phạt đối với rượu vang Australia do Trung Quốc đưa ra năm 2021 được xem xét như một phần trong nỗ lực cải thiện bang giao song phương được nhiều người trong ngành rượu vang hoan nghênh. Điều này diễn ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese với Trung Quốc vào thứ Bảy, chuyến đi đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia sau 7 năm, nơi ông nhấn mạnh thương mại như một điểm tựa để ổn định bang giao giữa hai nước. Trong lễ hội rượu vang nhộn nhịp ở Thượng Hải, nơi mọi người nếm thử rượu vang từ khắp nơi trên thế giới, những nhà nhập cảng cho biết việc đánh giá lại sẽ là một tin tốt lành cho tất cả người tiêu dùng Trung Quốc khi họ hy vọng bang giao nồng ấm giữa hai nước có thể giúp tái lập danh tiếng rượu vang của Australia trên thị trường Trung Quốc. Việc nước này áp dụng mức thuế 218% đối với hầu hết những loại rượu vang đã khiến cho hoạt động thương mại trước đây có giá trị lên tới 1.2 tỷ Mỹ Kim hàng năm phải sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh của ông Aaron Patterson, người Australia bị buộc tội giết người bằng nấm. Ông Aaron Patterson, người Úc, xuất hiện tại tòa vào ngày thứ Sáu với cáo buộc sát hại ba người lớn tuổi, những người mà cảnh sát cho biết nghi ngờ đã chết sau khi ăn nấm độc trong bữa trưa do người phụ nữ tổ chức. Tài liệu của tòa án luật sư Bill Doggy của Patterson đã bị báo giới truyền thông vây quanh trong ngày thứ Sáu khi ông đi bộ từ tòa án sơ thẩm Larrabee Valley Magistrate ở Morrell. Sau khi Patterson, 49 tuổi, bị buộc tội giết người với 3 tội danh và 5 tội cố ý giết người. Cảnh sát cho biết vào hồi tháng 8, các triệu chứng của nạn nhân phù hợp với ngộ độc nấm. Patterson không xin tại ngoại và vụ án sẽ được xét xử lần sau vào tháng 5 của năm 2024. Trước đó, Patterson đã phủ nhận những hành vi sai trái. Những cái chết bí ẩn gây chấn động ở tại nước Úc, nơi những trường hợp tử vong do ăn nấm là tương đối hiếm. Thưa quý khán thính giả, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi xin quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới vua Charles của Anh đến viếng thăm pháo đài hàng thế kỷ trong chuyến thăm Kenya ra sao, hay chính trị gia Thái Lan nói đã đàm thoại trực tiếp với Hamas tìm cách cứu con tin như thế nào. Việt Nam tuyển 1.000 sinh viên ngành bán dẫn trong năm tới. Trong khi đó thì mưa lớn lũ lụt tại Tuscany khiến cho 3 người tử vong và nhiều người mất tích. Xin mời quý vị đón xem.